Cũng như những bệnh ốm đau, tai nạn khác, anh Thuận đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại công ty anh đang làm việc. Tháng 8 năm 2022, anh nhiễm Covid-19 và phải nghỉ việc để điều trị. Khi vừa khỏi bệnh và quay trở lại làm việc, anh Thuận cũng như nhiều đồng nghiệp khác đã được công ty hỗ trợ để làm các thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội dành cho người ốm đau. Hồi đầu tôi cứ nghĩ là sẽ mất thời gian lâu lắm mới nhận được, nhưng mà không ngờ chỉ một thời gian chưa đến 10 ngày thôi thì tôi đã nhận được cái tiền chế độ bảo hiểm xã hội này rồi. Khi mà họ nộp về phòng nhân sự thì một phòng nhân sự sẽ tiếp nhận cũng như là lập bản kê để mà chuyển đến cơ quan bảo hiểm xã hội. Trong vòng 6 ngày làm việc thì bên phía cơ quan bảo hiểm xã hội người ta sẽ giải quyết cũng như là chuyển trực tiếp tiền tới cho người lao động. Thì cái việc mà làm việc với lại các đơn vị hữu quan như bảo hiểm xã hội làm việc làm phải làm ở trong cái mức độ nhanh nhất để đáp ứng cái tiến độ về cái xử lý hồ sơ. Ngoài ra thì công ty cũng có những cái quỹ công đoàn riêng, có những quỹ qua tấm lòng vàng riêng để dành cho những trường hợp không may xảy ra. Thưa quý vị, để tạo thuận lợi nhất cho người lao động thì Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã bố trí nguồn nhân lực, chuẩn bị đầy đủ nguồn kinh phí, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ để tiếp nhận hồ sơ một cách nhanh chóng, chính xác đối với những người lao động mắc Covid-19 đã khỏi bệnh. Sau 6 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, bảo hiểm xã hội sẽ chi trả mức hưởng bằng 75% mức tiền lương tháng liền trước đóng bảo hiểm xã hội, chia cho 24 ngày, nhân cho số ngày nghỉ việc của người lao động. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong năm 2021 có 33.000 trường hợp người mắc Covid-19 được hưởng chế độ ốm đau từ bảo hiểm xã hội. Từ tháng 1 năm 2022 đến nay thì có hơn 110.000 trường hợp được giải quyết và đã nhận tiền hỗ trợ từ bảo hiểm xã hội. Người lao động cần cung cấp một trong hai loại giấy tờ: giấy ra viện nếu người lao động là F0 điều trị nội trú, hoặc là giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội nếu người lao động là F0 điều trị ngoại trú. Thì hồ sơ sẽ nộp cho đơn vị sử dụng lao động nơi đang tham gia bảo hiểm xã hội. Việc chi trả trợ cấp cũng theo một trong hình thức, hoặc là chi trực tiếp vào tài khoản cá nhân của người lao động, là chi vào tài khoản của đơn vị sử dụng động đối với những người lao động không có tài khoản. Việc tham gia bảo hiểm xã hội cũng như thực hiện đầy đủ những quy định hiện hành về khai báo y tế khi nhiễm bệnh sẽ giúp người dân, người lao động được hưởng các chế độ theo quy định.